Đây là anh Hà, đây là nhà của anh Hà, một vị khách vô cùng đặc biệt. Mình gặp anh Hà cách đây là hơn 2 năm rồi. Lúc đấy thì anh Hà mới gọi là đang mới mua nhà thôi, mua nhà ở Vinhome Ocean Park ấy. Và hai vợ chồng anh Hà, cả con nữa đến chỗ mình để được tư vấn máy chiếu. Và bây giờ thì sau 2 năm, hơn 2 năm thì nhà của anh đã hoàn thiện xong. Và hôm nay thì mình đã mang đến cho anh Hà hai cái máy. Đấy là một cái là N1S 4K Infinity và một cái là Horizon 4K để cho anh chọn giữa một máy là laser 3 màu và một máy là LED. Bởi vì anh cũng đang khá là băn khoăn giữa việc là cái máy laser 3 màu thì không biết nó có mỏi mắt không và nó có gây hại mắt cho trẻ con không. Tại vì nhà anh thì các bé xem cũng khá là nhiều. Và mình đã chiếu từng máy một cho anh xem. Đây là mình đang chiếu cái Horizon Pro trước, cũng là máy 4K. Sau đấy thì mình sẽ chiếu tiếp lên cái N1S Infinity bản 4K. Hai cái mức giá của hai máy này bây giờ là bằng nhau nhé. Thậm chí là con N1S Infinity giá còn tốt hơn, mà nó sử dụng công nghệ laser 3 màu cho cái độ sáng và độ tương phản, độ rực rỡ của màu sắc nó tốt hơn so với lại công nghệ LED trước đây của dòng Horizon Pro. Khi mình quay bằng điện thoại lên như thế này thì cái N1S Infinity ấy, thì chúng ta sẽ thấy nó có hiện tượng là ám tím. Tuy vậy thì đây là cái đặc thù của cái dòng laser 3 màu khi mà quay bằng điện thoại, quay bằng camera điện thoại thôi. Chứ còn thực tế chúng ta nhìn ở ngoài thì nó không bị tím như vậy đâu mọi người nhé. Và cái màu sắc của cái dòng laser 3 màu này ấy, thì nó đã được khẳng định mấy năm nay rồi. Nó rất đẹp, rất rực rỡ. Nó giống như TV OLED vậy và nó thu hút gọi là cái giác quan của chúng ta xem nó rất là nịnh mắt. Và bây giờ thì cả hai vợ chồng nhà anh đang test rất là kỹ từng máy một và chúng ta cùng chờ xem cái quyết định của vợ chồng anh là sẽ chọn cái máy nào nhá. Sau một hồi xem xét và cân nhắc thì cuối cùng và cả hai vợ chồng đều thống nhất và đưa ra cùng một cái quyết định, cùng một cái ý kiến. Đấy là chọn GM Go N1S Infinity, tức là chọn cái công nghệ mới hơn, chọn cái dòng laser 3 màu, cũng như là cái máy Infinity này ấy, thì nó có cái chân gimbal ấy, nó có cái chân xoay 360 độ xoay lên trần. Mà vợ chồng anh thì đặt cơ động máy lúc thì ở phòng khách, lúc thì ở phòng ngủ, nên là cần có một cái máy có cái sự cơ động cao. Thành ra là cái máy N1S Infinity đáp ứng được đầy đủ hai cái tiêu chí mà vợ chồng anh cần. Đấy là có cái chân gimbal xoay để dễ dàng setup giữa các phòng, cộng thêm nữa là độ sáng và màu sắc của cái dòng N1S Infinity tốt hơn, có cái độ sáng cao hơn, màu sắc rực rỡ hơn, nên là dùng được tốt khi mà anh mang ra phòng khách anh sử dụng thì máy đáp ứng rất là tốt. Còn khi mà mang vào phòng ngủ của anh rất là bé thôi, phòng ngủ của anh chỉ chiếu 84 inch thôi, thì khi mang vào phòng ngủ thì nó hơi sáng, thì lúc đấy thì anh đã giảm bớt cái độ sáng của cái máy đi để có thể dùng phù hợp với cái lại cái màn chiếu nhỏ ở trong phòng ngủ. Có một cái điều này nó khá là hay. Đấy là ở những cái thời điểm 2 năm về trước, lúc đấy anh Hà gặp mình để tư vấn ấy, thì lúc đấy với cùng một cái mức giá là trên 30 triệu mà máy 4K, ở cái thời điểm 2 năm về trước thì lúc đấy là chỉ có máy nội địa thôi, chỉ có mấy cái dòng nội địa như là H6 Pro hay là N1 Pro nội địa ấy thì mới có mức giá đấy và 4K. Nhưng mà bây giờ 2 năm về sau đấy, thì ở những thời điểm bây giờ anh mua thì lại với cũng cái mức giá đấy, chúng ta lại được một cái máy quốc tế 4K độ sáng và cấu hình vượt trội hơn hẳn so với 2 năm trước. Tức là sau 2 năm thì cái giá máy nó đã rẻ hơn rất là nhiều, cái sự lựa chọn nó cũng tốt hơn rất là nhiều. Ở đây cũng là một cái rất là hay, và khi mà trao đổi với anh ấy thì anh ấy cũng bảo là thì tính ra là lắp muộn sau 2 năm thì được lợi hơn rất là nhiều, lợi hơn cũng cái mức giá đấy nhưng mà lại có được cái máy nó cấu hình nó tốt hơn hẳn so với lại cái thời điểm 2 năm về trước. Là cái sự lựa chọn nó hạn chế, nó chỉ có nội địa thôi, bây giờ máy quốc tế nó rẻ như máy nội địa rồi. Ok, và sau khi mà set up xong xuôi hai cái phòng cho anh thì mình cũng xin chào tạm biệt và xin phép anh để về. Cũng rất cảm ơn anh đã luôn luôn tin tưởng và nhớ đến mình trong vòng 2 năm qua. Ở những cái thời điểm này thì máy chiếu thông minh gia đình 4K nó đã rất là rẻ rồi anh em ạ, và sự lựa chọn nó cũng rất là ngon rồi. Anh em nào mà có nhu cầu tất tần tật về máy chiếu, về phòng chiếu phim, về trình chiếu hay tất cả những cái gì liên quan đến máy chiếu, anh em đừng ngần ngại liên hệ tư vấn để được mình tư vấn cho mọi người nhé. Mình chỉ làm về máy chiếu thôi, và mình là Tài, mình là admin của Mắt Thấy Tai Nghe, giải pháp phòng chiếu di động giá rẻ và độ nét cao. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các video sau.